Khiếm thị như em đó thì việc đi đứng đi xa rất là khó khăn. Thì đối với em thì khi mà lần đầu tiên em lên cái nơi mà xa, có cái nơi mình sinh ra như thế đó, thì em cảm thấy sao? Dạ thì đi thì cũng khó, nhưng mà vì cái cuộc sống của mình á anh, mình phải cố gắng để mình đi làm, để mình lo cho cuộc sống, chứ ở quê thì công việc nó làm khó khăn á. Dạ từ nhỏ đó em nghe mẹ em kể là lúc em mới sinh ra đó là em đã bị vậy rồi. Vậy hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh, để tìm về cái hoàn cảnh của em Thanh Hùng, khiếm thị. Thanh Hùng là cùng quê huyện Thanh Bình với Bùi Hồ. Vì sao quê nên Bùi Hồ rất là thương mến em và biết cái hoàn cảnh em đang ở trên huyện Gò Dầu này, để mà hàng ngày em đi đàn trong cái những cái nhạc lễ, và em mưu sinh bằng cái tiếng đàn của mình. Và đây là cái căn phòng trọ em Hùng đang ở. Cô bác anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để tìm hiểu về hoàn cảnh của em. Chào em. Biết cái hoàn cảnh, sau khi qua điện thoại biết cái hoàn cảnh của em đó. Yeah. Em là cùng quê với anh là ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Yeah. Thì anh ở Tân Bình, còn em thì ở xã nào Hùng? Dạ em ở xã Tân Long anh. Em lên đây làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em lên đây cũng được 6 năm rồi. 6 năm. Lúc dạ. Trước mà em ai dẫn em lên một cái nơi so với cái huyện, cái tỉnh của Đồng Tháp của mình đó, thì đây đó rất là xa đúng không? Dạ. Đây. Xa. Hồi đó em cũng có quen số anh em ở trên điện thoại á. Ừ. Cũng liên lạc với mấy anh em qua điện thoại rồi anh chỉ cho em lên đây làm. Ừ. Thì từ đó mà em lên được tới trên đây đi làm. Rồi lúc trước em làm cái đàn ca này luôn hay sao? Dạ lúc trước em cũng làm bên đàn ca này luôn. Em đã học được đàn ca này lâu chưa? Đàn như thế này lâu chưa? Dạ em đi học hồi năm em 12 tuổi. Là bao nhiêu năm thì em có thể đàn cho mọi người được? Dạ em học hồi đó em học hình như cũng là khoảng 3 năm á, là em đàn ca được. Em học ở trường hay là ở trường hay là ở thầy ở vườn? Dạ em học thầy em cũng là cậu bà con của em. Yeah. Thầy đó ở huyện Tam Nông. À rồi lúc mà Hùng ơi, một người khiếm thị như em đó thì việc đi đứng đi xa rất là khó khăn. Yeah. Thì đối với em thì khi mà lần đầu tiên em lên cái nơi mà xa, có cái nơi mình sinh ra như thế đó, thì em cảm thấy sao? Dạ thì đi thì cũng khó, nhưng mà vì cái cuộc sống của mình á anh, mình phải cố gắng để mình đi làm, để mình lo cho cuộc sống, chứ ở quê thì công việc nó làm khó khăn á. Trên đây thì điều kiện làm dễ hơn, cho nên em cũng cố gắng vượt qua mọi khó khăn để em lên đây em làm. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 24 tuổi. Vậy là em lên đây là em nói là cũng 6 năm hả? Dạ. 6 năm, vì là khoảng 18 tuổi là em đã lên đây rồi. Dạ. Lúc đó em đi với ai? Dạ, lúc đó em đi một mình. Tại em đi trên đây em có người quen sẵn đó. Rồi em ra em lên xe em đi lên đây thì có người quen rước. Rồi cách sinh hoạt để mà đi đứng đồ, chỗ mới lạ thì cũng có số anh chị em giúp đỡ mình, dẫn dắt mình đi làm. Ở nhà em có mấy anh em không? Dạ nhà em 3 anh em. Em là thứ mấy trong gia đình? Em thứ 3 ở giữa. Ở giữa hai. Dạ. anh người lớn là anh hay là chị? Dạ là anh. Còn em út là em gái. Em gái. Anh của em là lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh em 26 tuổi. Năm nay là 26. Dạ. Vậy là lớn hơn em 2 tuổi. Dạ. Rồi khi mà em bị bệnh như thế là lý do tại sao em bị bệnh, bị từ nhỏ hay sao? Dạ từ nhỏ đó em nghe mẹ em kể là lúc em mới sinh ra đó là em đã bị vậy rồi. Vậy hả? Dạ. Còn người anh với lại người em gái của mình thì có bị giống như em không? Dạ không anh. Vậy hả? Dạ. Vậy anh lớn của em là có gia đình luôn hay sao? Dạ anh lớn em cũng có gia đình rồi. Rồi bây giờ em là chưa có gia đình? Dạ chưa. Rồi ba mẹ của em là hiện nay còn đủ hết không? Dạ còn đầy đủ anh. Rồi ba mẹ có thường lên đây thăm em không? Dạ có, lâu lâu cũng khoảng vài tháng nhưng mà mẹ cũng có lên, rồi em cũng có về. Cái công việc hàng ngày ở dưới là ba mẹ của mình làm nghề gì không? Dạ ba mẹ em thì cũng lên đây đi làm anh, lên bên Bình Dương á. Ba mẹ em cũng đi làm công nhân, tại vì bây giờ cuộc sống dưới quê khó khăn quá, nên là
phải lên đây đi làm. Ồ, ba mẹ làm công nhân ở Bình Dương. Dạ. Em thì làm ở Gò Dầu. Dạ. Từ đây đến ba mẹ em sao không? Dạ đi, em đi xe buýt không á thì em đi khoảng 2-3 tiếng là tới, còn chạy xe máy thì em không biết tại vì từ nào vậy em không có đi. Ừ. Rồi em thì anh biết hiện bây giờ là em làm bên nhạc lễ. Dạ. Em làm bên nhạc lễ lâu chưa? Dạ em làm bên nhạc lễ cũng được nửa năm rồi. Nửa năm nay. Dạ. Vậy là 5 năm rưỡi về trước là em làm cho đàn ở quán cà phê. Dạ đúng rồi. Tại sao bây giờ em lại chuyển sang nhạc lễ mà em không làm ở cà phê nữa không? Dạ quán cà phê thì bây giờ buôn bán khách ít, với lại theo như cái thời buổi bây giờ ai cũng thích ca màn hình với lại laptop hết á. Karaoke không à. Thành ra cái vấn đề đờn ca này mọi người cũng đa số là quên bài nhiều cho nên đờn ca không được. Rồi quán cà phê vắng khách. Rồi em mới chuyển qua bên nhạc lễ đây. Lúc mà mình đi làm cho quán cà phê gì, cái chi phí của mình đủ tiền cho mình trang trải cuộc sống hàng ngày không? Dạ cũng một mình em thì cũng tương đối là đủ. Vậy ha. Dạ. Rồi cái căn trọ này là em mướn một mình em ở hay sao? Dạ căn trọ này là hồi xưa em lên đây á là có em quen chị ở đây, chị là chủ quán ở đây á. Rồi chị dẫn dắt em lên đây đờn ca quán này quán nọ rồi chị cho em ở để đi làm. Thì căn trọ này là chị cho em ở không chứ không có mướn. À vậy chứ cái bình thường nếu như mà người ta mướn thì khoảng bao nhiêu tiền? Nếu như giá ở đây á thì theo em đó chắc cũng khoảng 500-600 một tháng. À. Dạ, tại vì ở đây mình vùng quê mà. Tuy gần gọi là thị trấn nhưng mà ở đây cũng thôn quê. Thành ra là giá phòng trọ cũng hơi rẻ, 600-700. Hồng ơi, cái việc mà em còn nhỏ, cái tuổi của em còn nhỏ đó. Dạ. Mà em đi làm nhạc lễ đó là những nơi mà cái người ta gọi là cái không khí nó ảm đạm. Dạ. Nó u buồn, nó nghi âm thanh rồi cái nhà của người ta nó buồn tẻ tại vì có mất mát ở trong đó. Dạ. Thì em là một người trẻ thì cái suy nghĩ của em như thế nào? Dạ, em thì đi làm ở đó thì em suy nghĩ là một đó là mình đi làm cũng là vì cuộc sống mình mới đi làm. Cái thứ hai nữa thì em nghĩ mình đến đó thì một là vì cuộc sống, hai nữa thì mình cũng đến với mục đích là chia buồn cùng gia đình thôi. Thì cũng đi đám thì cũng đồng cảm với lại gia đình. Thành ra là em thấy cũng bình thường, cũng không có gì. Lúc đầu mà em chuyển từ đàn ở quán cà phê qua đàn nhạc lễ em có sợ không? Dạ nghe không. Nghe nói em có sợ không? Dạ em trước khi em qua thì cũng có số anh em nói nhiều về cái bên nhạc lễ á. Rồi em nghe em cũng hiểu được cái cách làm việc ở bên đó như thế nào. Thành ra là em cũng không bỡ ngỡ cái gì mấy. Ý em nói là sợ tại vì đôi khi những người nhỏ nhỏ rất thì người ta không biết, người ta rất là sợ. Đôi khi người ta gọi là sợ ma nè. Dạ. Đó rồi... khi mà về đêm, không khí về đêm thì đôi khi em đi làm xa em phải nghỉ luôn ở đó. Dạ. Em phải ngủ ngay chỗ đó, nhà dạ, đó luôn. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó cái cảm giác em như thế nào? Những ngày đi làm đầu tiên á. À, những ngày đầu tiên thì cũng còn hơi sợ sợ nhưng mà em làm 1-2 đám rồi em cũng cảm thấy là nó bình thường. Tại vì ở đám thường thì chủ nhà người ta thức á. Ừ. Cũng có người qua lại, thành ra mình cũng có cảm giác là an toàn hơn, đỡ sợ hơn. Đỡ sợ hơn. Dạ. Ơi anh cảm ơn chia sẻ rất là chân tình của em ha. Dạ. Rồi em thì anh gặp qua quên bên mạng á, thì sau khi anh liên hệ á thì em hiện bây giờ em đàn được là khoảng bao nhiêu cây đàn không? Dạ giờ em sử dụng thành thạo luôn thì được 3 cây đàn. Cây guitar phím lõm để đàn cổ á, rồi cây organ và cây đàn sến. Còn lại thì em đang học đàn kiềm với lại đàn bầu với lại đàn cò. À cái đàn kìm em này là em đang học. Dạ. Rồi với lại đàn là em là đào bầu cò nữa là 5 cây. Dạ là 6 cây. 6 cây dạ. Ồ. Quá hay. Em học gì bây giờ, em đi học gì, có thầy gì dạy không hay làm tự mò chữ? Dạ em đi làm rồi em học luôn tại ông anh cũng làm chung em á. Ừ. Anh cũng chơi nhạc cụ dân tộc này giỏi cho nên ảnh vừa làm chung với em ảnh vừa dạy cho em đàn luôn. Ồ quá hay. Bài bản đồ là nhiều lắm không Hùng? Dạ bài bản thì cũng đủ để đờn nữa thôi chứ không biết sao nhiều tại vì nó bài bản thì nó rất là nhiều, em học đủ để mình làm. Ừ. Nó đối với em á thì em mắt của em không thấy đường thì việc học đàn của em nó có khó lắm không? Dạ hồi lúc mới là học lần đầu tiên lúc còn nhỏ đó thì cũng hơi khó nhưng mà sau này khi mình đã quen cái nốt bấm âm thanh rồi á thì một phần cảm âm với lại một phần mình cũng đã từng trải qua rồi cho nên sau này học thì không thấy khó nữa. Với lại cái cách học nó cũng dễ.
Trên cần đàn nó có chữ số hết á, Ừ. rồi thầy dạy cho mình cái cách để mình học. Bây giờ là em tự nghe cảm âm em học hết. Dạ đúng rồi. Ồ quá quý luôn. Cái cách học của em nó giống với cách học những người bình thường không Hùng? Dạ có thể là giống một phần thôi anh, còn một phần còn lại cũng không giống. Tại vì người khiếm thị như tụi em thì học phải có cái gì đó để làm ví dụ, hoặc là ở trên cần đàn nó cũng sẽ có những cái gì để gọi là chữ, để gọi là phím máy vậy đó. Ừ. Ví dụ như dây 1, phím 3 hay là chỉ 2, phím 5 gì đó, có những cái ký hiệu vậy để tụi em học dễ hơn. Em học là vì đam mê hay là vì cái công việc của mình? Học Dạ đàn á. em học thì một phần là vì em đam mê, còn sau nữa thì sau cái đam mê đó em cũng lấy đó để làm cái nghề để mình trang trải cuộc sống luôn. À trước đây khi mà em lúc mà em học lần đầu tiên em nói 13 tuổi hả? Dạ Là lúc đó em học 13 tuổi là em có nghĩ là đây là cái công việc của mình luôn không? dạ không, lúc đó thì em chỉ nghe các cô chú lớn họ đờn á, nghe cô chú đờn em nghe em thích rồi em xin cha mẹ đi học thôi, chứ em không biết là đây là cái nghề. Sau này tổ nghiệp dẫn dắt em mới làm nghề. Hôm nay gặp anh em ở trong cái căn trọ này, mặc dù nhỏ thôi nhưng mà anh em mình rất là vui, Dạ tại vì anh với em là đồng hương dạ rồi. Xa anh thương em vì em xa xứ em đi làm như thế này nữa. dạ Hồng ơi, thì hiện nay căn phòng của mình nó có bao nhiêu cây đàn mà có thể mình đàn tặng cho cô chú anh chị mà âm thanh nó nghe gõ, đàn thùng nữa không? dạ đàn thùng thì ở đây em có đàn guitar thùng, em Ừ, cũng có thể gửi tặng cho mọi người một hai câu giọng cổ để mọi người nghe và thưởng thực thức. rồi. Bây giờ em sẽ đàn tặng cho cô bác anh chị, những người ở trên mạng mà theo dõi kênh anh, cái bài gì hay Hùng ha. Dạ thì nhân dịp anh Bùi Hồ đến đây thăm em thì em cũng đáp lại tấm chân tình của anh bằng 12 câu phượng hoàng với lại ba câu vọng cổ 126 ha, với lại sẵn là tặng cho tất cả mọi người ở trên kênh Bùi Hồ TV luôn nha. Rồi anh mời em. Dạ. Thank you.
Rồi, cảm ơn em rất là nhiều luôn, quá vui. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nghe không? Dạ.